Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Vâng, giới thiệu các bạn, đây là nhóm nhóm nghiện bay FPV anh. Vâng, nhóm nghiện bay FPV. Đó, các anh em các anh em đang ngồi uống cà phê thư giãn để chuẩn bị cho một cái sự kiện bên Galaxy Nguyễn Du. Vâng, tối nay tôi sẽ mở hộp cho các bạn xem một cái camera hành động của hãng DJI. Vâng, mình chơi FPV thì DJI vẫn là những con Leica mà những con FPV rất là thân thiện với lại cái thương hiệu DJI đúng không? Đúng anh, chuẩn bị job này là cũng toàn dùng những sản phẩm của DJI không luôn anh. Về những cái con FPV của DJI ấy, thì quá thân thiện rồi với các anh em ở đây. Tuy nhiên, nếu như mà các anh em bay những cái con quad truyền thống ấy, thì vẫn là GoPro là số 1. Cho nên hôm nay á mình cùng tham khảo với con Action 3 này xem coi nó có thể thay thế được con GoPro không. Em cũng đang tò mò lắm á, sản phẩm này nó hấp dẫn quá. Về giá tiền con Action 3 này là đây là một cái bản lẻ, giá của nó thì trong khoảng là 8.200.000 đồng, thì nó tương đương với lại con GoPro 9 ha. Dạ đúng rồi, 9. Rồi ok, mở hộp. Độc quá. Còn cái chia sẻ tay bên hông em thử. Như này là bóc cái này trước rồi mới xé siêu. Wow. Đây cái siêu màu xanh. Bóc đồng tí rồi giúp bay luôn. Vâng, con Action 3 này á thì nó ra trước cái con GoPro 11 khoảng độ vài tiếng đồng hồ. Nhưng mà đến ngày hôm nay, ngày 13 tháng 10 thì chính thức là ở shop Tokyo này đó, mới có hàng. Ồ, nhìn đẹp lắm phải không? Đây, nhìn được chứ. Đây à, đây. Cái tính ra gọn ha, gọn là Action 3. Để cầm xem. Có pin chưa mà anh cảm thấy nó rất là nhẹ thì không biết là có pin chưa. Anh gắn mic vào chưa? Rồi à, rất là gọn nha anh em. À, mình gắn trên những con mà 3 inch, 3.5 inch, 5 inch là quá tuyệt vời luôn á. Ủa con này pin trong hay pin rời chứ? Pin rời chứ. Anh thấy nó ngãi đèn sao? Anh thấy nó ngãi đèn chắc có pin. Đúng rồi. Cái con này nhẹ lắm mày ơi. Đúng rồi. Một cái thẻ nhớ 32GB. Ngang ngửa câu 8 không à? Nó cứ ngang con câu 8 á. Nghe hai phiên tờ được không? Nghe câu 8. Sao gì sao đây rồi? Ừ. Có hai phiên tờ được không? Nghe câu 8. Ngô ngô. Có bị kiện không? Bị kiện. Mấy anh em đang ủa có cây luôn kìa. Trải nghiệm thử cái con này so sánh với những con GoPro hay sử dụng ở trên cả cái góp rồi. Đây là anh em mình coi bên ngoài thôi. Chẳng là chốt đơn là một cái ốp, một cái khung bên ngoài. So với Insta thì nó bé nhỏ bé quá anh nhỏ. Ủa này. Đang sợ. Sang bên khác đi. Nhìn Insta nó phèn hẳn. Rất là gọn á. Đây là pin của nó. Ủa vậy nó có sẵn cục pin trong luôn hả? Cáp sạc hai đầu si. Anh nghĩ chưa có pin á. Có pin đây thì hôm nay. Em nghĩ là để anh gian. Tại nếu mà con này nó có pin luôn rồi là quá tuyệt vời, tại vì cầm rất là nhẹ. Mà nhẹ hơn câu 8 luôn á. Mình chơi FPV á, cái trọng lượng là cái rất rất quan trọng luôn á. Chim tem. Cục pin nó 150 phút. Cục pin này là 150 phút. Có tin được không? Sai có 10 nữa. Ê, ôi pin trong cái này pin ngang mà sao xài được. Ê mày, đâu có pin đâu. Không có pin. Ồ, trong là chưa có pin các bạn ơi. Nãy trong này cũng không pin này. Vậy còn hồn thấy cái gì nháy á. Vậy là cái đèn đường nháy vào cái hình chính rồi. Lắp pin vào. Bay sao thấy có lắp nước xuống. Bây giờ đường nguyên công hỏi uống cái cánh ta đâu. Thả máy. Thử à. Đù nó sáng vậy. Đù. Đồ hết đây cả. Anh nói chứ cả cho chuẩn coi. Ê, có cái thẻ nhớ nữa nè. Ủa, thẻ nhớ luôn hả? Ủa, ghê hả? Ủa, cho thẻ nhớ luôn hả? Thẻ 32 đó chắc không đủ để chơi rồi. Không, nhưng mà đây là món quà bất ngờ từ hãng này cho mình. À. Nhớ gì vậy?
Extreme. Ok. Hai màn hình cảm ứng này. Em muốn nói đi. Hai màn hình trước sau đều là màn hình cảm ứng. Có cái này là bất ngờ lắm nè anh Giang. Trong trong cái inbox là hãng không ghi có thẻ mà. Cái này chắc hãng để sẵn chứ. Mà trong này lại có thẻ. Chưa mở hộp mà. Đúng rồi. Anh quay quay sắp lại cho. Nè. Một cái thẻ để sẵn. Hãng cho sẵn một cái thẻ luôn. Không phải đâu. Hay là phần quà bất ngờ hay sao người ta? Cái đầu là trong những lô đợt đầu nó những phần quà bất ngờ dành cho những người đầu tiên chăng? Một cái mát này chắc để dán vô tắp lô của ô tô. Đầm đầm tay lắm á. Má đầm tay là nghe mệt chứ. Mới xong rồi dán là được á. Ui chống rung tốt nha. Miếng này là thì nó có lốc cho mà. Không, cái miếng này là keo ba em. Này có Horizon. Này keo ba em chắc không phải Horizon đâu. Cái chống rung nó tốt cực kỳ luôn coi nè. Cái hơn cô chính luôn á. Nó là thằng bằng nha. Nó có cà mụn không? Thì đưa thằng bằng nó coi. Má bảo già già 3 tuổi luôn. Nó có filter sợ mụn này các bạn. Đây trên cái ngà vô chạy vô thả về đúng không? 512 chưa tạo á. Ô thấy dễ dùng á, em chưa dùng lần nào. Giống Accent 2, giống Accent 2 nó. Nè. Mình nhớ một mặt đi anh Việt. Có một mặt hay sao? Đâu? Kia nữa. Mặt nào nữa? Đây phải test trước coi lỡ mà gắn máy bay nó có rớt không. Có mặt đứng nữa. Đứng là nó cho quay tốt tốt. Không, nếu mà mặt đứng thì phải dùng với lại cái mau này. Nếu mà muốn quay top top thì phải dùng cái này. Ui, cái mau này cái nhựa ngon lắm nha. Ngon hơn mau vô rồi à. Cái nhựa nó có đầm hồi này. Không, nhựa đó cũng như Insta thôi nha. Không, nó nhám. Nhìn nó xịn hơn. Nhìn nó professional hơn. Rồi. Thôi, cũng cỡ Insta thôi mấy ông ơi. Cái nhựa nó nhám. Điểm thú vị đầu tiên mà tôi thích của con này á, hơn con Goro á, là cái khoang pin và khoang thẻ nhớ là hai cái quan trọng nhất. Thì nó được lắp đặt riêng, nó để riêng một bên đi các bạn. Đó, mình cắm thẻ nhớ vào này. Lúc đó là mình đậy lại, lúc làm rất kín và an toàn. Còn cái ngăn bên đây á là cổng sạc tay si. Cho nên là mình đi mưa đi gió, mình chỉ việc cắm sạc ở đây thôi. Đó, chạy xe máy không liên quan tới pin. Còn Goro mà mình mở ra đó là nó sẽ rớt pin ra. Nếu Goro mà vừa chạy vừa cấp nguồn trên xe máy á thì nó sẽ rớt pin và thẻ nhớ ra. Đúng rồi. Đó, chạy sóc nó rớt pin và thẻ nhớ và mưa nước nó sẽ vào đây. Còn con này á là nó riêng. Nó một ngăn riêng luôn. Một ngăn riêng để cấp nguồn. Một cái nắp riêng. Đó, cái nắp này mình bứt ra được. Đó. Gắn kêu được không? Đó. Nó giống Goro mà. Được. Nó hoàn thiện tốt ghê. Cái nút này bấm ok nè. Ròn chống nước. Ngon ăn. Có thể nhớ rồi đó, muốn quay rồi. Giờ bấm quay luôn nha đúng không? Bấm vào máy thôi. Nút chọn máy đâu. Update thôi tại máy mới. Chưa update. Nó bắt là update firmware, connect vừa DJI. Nó cho quay hả? Không, cho quay luôn nè. Hình như là cái filter đó mình thay được hả? Đó, hai anh Goro 130 là đang để cái góc siêu rộng hay sao, nó được dưới người ta. Nhưng mà hình như là cái filter đó mình thay được mà. Cái này hơn Goro nè, tháo nhìn chuyên nghiệp hơn. Nó là cái ren. Đúng rồi. Giống Leica, Inta Leica 1 inch. Rồi có ròn trong nước luôn. Có ròn trong nước bên này. Rồi tháo này ra là mất giá trị đó các bạn, mất 2 triệu rồi đó, còn 6 triệu thôi. Thay vô. Coi cảm nhận từng người về cái con này đi, coi thích cái gì. Không, anh thấy cái len nó hẹp dọn dọn này, mình bay đập đỡ sót. Gặp mấy con mà len nó lòi quá, bay là sót lắm á, gọn nè. Ron cao su với lại kiểu thích cái mấy cái gắn gì nè, nhanh gọn lẹ ha, con đường trở thành idol TikTok không xa. Làm con quay top một tên top của mình sẽ quay mấy shot action hơn. Vậy là nãy giờ là các anh em cũng đã cầm và cũng đã bấm sơ rồi, bây giờ để hỏi thử cảm nhận coi các bạn như thế nào. Với giá 8.2 triệu thì
Vũ cảm thấy thế nào? Có mua không? Nếu mà 8 triệu 2 thì bây giờ mua mới thì cũng GoPro thì không, mình không, giá đó là không mua được rồi. Đó, mà cái con này hàng mới ra năm mới nữa, mới ra gần đây nữa thì mình, đương nhiên mình sẽ chọn con này nó hợp lý. Đó, thì em đi chơi, đi phượt, em mang theo được nè, quay được khung dọc là em thích rồi. Dạ, tại dạo này em đang phát triển top top nên con này em thấy là nó hợp lý với em á. Đó. Ok, bạn Vũ đã cảm thấy thích với cái khung hình quay dọc này. Được một người. Một lai. Hòa bạn Tùng. Bạn cảm nhận thế nào sau khi sờ mó con này? Bạn Tùng là nhà bạn Tùng cái gì cũng có nha. Nhưng mà Action 3 chưa có. Đang chờ deal tốt nhất từ shop. Nãy giờ con này tháo hơi nhiều rồi, chắc shop deal thấp hơn á. Thấp hơn là chắc mua. Khoảng vậy, 7 triệu mấy thì mua. Chứ 8 triệu mắc quá. Vậy là cũng một like đúng không? Đúng rồi, một like. Tại vì build con này quá đẹp. Mình đang xài Insta với lại GoPro thì build của con DJI vẫn hơn. Tại ngoại hình thì nó đúng hơn rồi. Mấy con kia. Build nó nhìn thấy ngon á. Con này quay tối tốt không chứ quay tối tốt là cũng nên mua đó. Buổi tối mà đó. Ngon ở cái tầng giá này là hợp lý. Hợp lý. Đúng rồi. Giờ sang bạn này là đại gia ở đảo Kim Cương. Đây là còn đại gia đảo Kim Cương hả bạn? Nhưng mà 8 triệu á, em vẫn bót là GoPro hơn. Dạ. Ví dụ đó tầm giá này em có chọn nó không? Dạ không, em vẫn chọn GoPro. Dạ hay á. Em mà em nhìn thấy bề ngoài nó ok không? Có lý do gì không? Có lý do gì không? Tại vì là xài quen rồi đó, nhưng mà ít cái file của nó. Okay. Với lại chạy không biết con này nó chạy được Rio không ta? Chạy được Gyro Flow. Đúng rồi. Chắc là phải chạy bằng Gyro Flow. Nhưng mà em vẫn thích cái Rio của GoPro. Ok. Vâng, giới thiệu với các bạn là đây là gọi là gì? Producer. Producer. Vâng, nếu như các bạn có cần bay FPV thì liên hệ. Quay phim luôn. Phim TVC đây là producer ảnh là nhà sản xuất chính của VinFast. Em thấy những cái xe mà mình được xem em thấy nó bị holo nè, nghĩa là cái lens của nó thiết kế nó hơi bị sai. Holo là gì? Lấy nét mặt là cái hướng ánh sáng nó con vô rồi chưa bao giờ em bị cái vụ flare này là do nó phản chiếu ngược lại một cái lens này phản chiếu ngược lại cái bóng lên này nó cái bóng của nó á. Cái này nó có cái quick shot luôn à? Có luôn hả? Còn chống rung cực kỳ đỉnh nha. Lấy nét mặt hành xong xoay này đó, đang xoay này. Lấy nét nha. Mặt hành có nét không? Đắp. Bỏ đi. Mình có mua gắn motor không? Cái con này. Con này hả? Cái màu của nó cực kỳ cứng luôn nha. Một số anh em đi mô tô rất thích con này tại vì họ sẽ một là ghi vô cầm, hai là họ bứt ra. Đó, mô tô tới luôn. Mình có thể gắn ở cầm rồi mình bứt ra, mình ghim lên xe để quay ngược lại cái xe của mình. Quá tiện luôn á. Rồi bứt ra ghim lên cầm, mà GoPro thì không làm được đó, phải dừng xe vặn. GoPro không bao giờ quay TikTok được các bạn. Đây, không TikTok. Mà cái con này á, nếu mà tưởng tượng đi trên cái cung đường dài nha, mà đặt dọc như này nè, là cái cảm giác đi cả cái cung đường nó hiện lên trên dọc này nè, là cái cung đường á, quay dọc trên 150 độ. Đúng rồi, nó quay được tận gần 3 tiếng đúng không? Bây giờ nha, nếu để cái cung ngang như này này, nó cái đường á nó sẽ bị nó không được dài, để dọc như một cái thôi. Ví dụ như chiến mà đi phượt của mình á, chiến phượt đi đúng rồi. Mà có con này thì Hùng thấy nó làm sao? Nếu mà để mà chọn mà đi chơi bằng xe á, em sẽ chọn con này, chắc luôn. Anh thấy không, cái góc này này. Cái góc này mà cái con đường nó hiện lên á, nó mà đứng thẳng á, nó nhìn đúng chiêu luôn á. Dạ, Hùng vẫn một vót. Nhưng mà để đi phượt gắn xe rồi là quá tuyệt vời đúng không? Em mua cả hai anh ạ. Chào Tuấn Anh với lại đi quên mất tên gì rồi? Quang Chùa. Bán bột chiên rất là ngon luôn. Quang Chùa có thể giới thiệu địa chỉ cái bột chiên của mình không? 286 Bình Tiên, quận 4, quận 6. Wow. Mời Quang Chùa cảm nhận cái con Action 3 này. Bột chiên FPV. Con Action 3 này chuẩn bị chuyển lên 12 Phạm Văn Thành.
nếu như với giá 8.3 triệu, 8.2 triệu thì anh Quang chùa có mua con này không hay là mua con Goro 8? Không. Anh cho em hỏi thăm là nó bao nhiêu gram vậy anh? Hình như 150 thì phải. 130 mấy ạ. Nếu mà nói với lại Go 8 thì con nào nhẹ hơn ta? Hình trước mà hình sau có mấn. Con Go 8 nhẹ hơn chút. Go 8 nhẹ. 10 gram không? 8 triệu mấy anh? 8 triệu 2. 8 triệu 2. Thì cũng ổn trong giá thành đó anh. Đổi ra bao nhiêu vậy một chiên anh? Chắc nhiều, một chiên nhiều. Một chiên ổn anh. Theo tầm giá này thì em cũng có thể là mua nó. Sản phẩm chất lượng. Để làm vlog chợ Nhật Bảo. Rồi, cảm ơn Quang. Đây là em cầm coi rồi chứ em không có quay. Đây là bạn Tuấn Anh. Em đâu biết nói mẹ đã mình từng không có chơi Go Rồ đâu. Đã bạn Tuấn Anh đã từng xài Action 1. Có đâu. Action 1. Action 1 đâu có xài Action 1 đâu. Action 1 là của người ta. Thì nói chung là cũng đã cầm rồi thì con này rồi. Cầm thôi chứ đâu có xài. Con này là cái form của nó là y chang luôn. Không nha, con này cái form đẹp hơn Action 1 nha mấy bạn. Lùa nó ra, lùa nó ra. Lùa ra hả? Đẩy 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 cái màn hình lên. Đẩy nó trước luôn. Ok. Bắt tu live view. À, hai màn hình cảm ứng nha. Cảm ứng luôn hả? Nếu mà cái màn hình trước cảm ứng luôn là vậy là hơn Action 1 rồi. Hơn cả Goro luôn. Goro không hề có cảm ứng trước. Vậy là hơn Goro 8 rồi. Nói chung là ngoại quan là nhìn là ăn đứt có Action 1 rồi đó, đẹp hơn. Còn chất lượng thì chưa biết, chất lượng mình chưa xài nên là chưa biết. Nhưng mà có cảm ứng là cảm ứng trước sau là thấy là có vẻ là ổn hơn. Go Rồ mà chưa có mà. Giá 8 triệu rưỡi đối với con này là 8 triệu 2. 8 triệu 2 là quá ngon trong tầm giá rồi. Nếu mà mình chưa có xài thử mà, nhưng mà nhìn ngoại quan với cầm rất là chắc chắn. Chắc tay. Đúng không? Đầm. Ok, vậy là nãy giờ mình là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người. Cho anh Moto phát biểu cái. 9 người thì trong đó có 10 ý. Đây. Được 5 like các bạn. Còn 4 like là sẽ phân vân khi mà chọn lựa cái con Action 3 này. Ok các bạn. Vậy là nãy giờ các anh em trong nhóm FPV đã trải nghiệm xong cái con Action 3 này. Đó, nếu các bạn cảm thấy thú vị với con Action 3 thì hãy bấm vào phần mô tả của video để liên hệ với shop Tokyo để đặt hàng cho mình một con. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Ở Galaxy Vũng Dung buổi tối. À, đây là quán bún bò. À, đây là quang cảnh nãy giờ mà chúng tôi ngồi. Rồi. Đó. Quay ở một góc tối. Ủa con này là mới hay là lướt? Dạ, lướt mua về làm lại. Quá đã. Xe mướt của nhiều người. Xe mướt của nhiều người. Rất thoải mái vô cùng. Xe đã có nhưng chưa có Action 3 để gắn. Action 3 gắn đâu ta? Gắn Action đây 3 à? Gắn đây. Gắn này đi đâu? Gắn đây nè. Gắn đâu chứ được. Gắn đúng rồi. Không, Action 3 gắn bên này. Đây là bạn Tùng. Tôi đang vừa đi bộ vừa quay. Anh đi bộ và bốc hàng. Ok, đang đi bộ. Ok các bạn thấy âm thanh của nó khi mà mình thu trong một cái môi trường ngoài đường
ngoài vỉa hè quay trực tiếp thì nó như thế nào? Đang thu âm trực tiếp bằng máy luôn ở ngoài đường, rất là ồn ngoài vỉa hè. Ok, đang quay góc Ân Trang Wai các bạn ơi. Đó, nhìn cái tay là thấy là biết Ân Trang Wai rồi. Đây, siêu rộng này. Ok, tôi đang quay một cái cảnh khá là tối ở nhà thi đấu rạp Galaxy Nguyễn Du. Bầu trời hiện giờ đang thấy có ít mây. Hello các bạn, những hình ảnh các bạn đang xem là tôi đang quay bằng cái camera hành động của hãng DJI tên là Action 3, mới ra vào đầu tháng 10. Đây là một cảnh quay đường phố, tôi đang đeo trên ngực, đeo một cách sơ sài ở trên ngực đó và chạy xe máy. Trời bây giờ cũng rất là tối rồi, 21 giờ đêm. Đây là ngã tư Cách Mạng tháng 8 với lại Nguyễn Thị Minh Khai, một cái ngã tư khá là sáng nhờ các bảng hiệu xung quanh phong vũ. Tôi đang để máy cố định một chỗ. Để máy cố định một chỗ để đem lại một cái cảnh quay chuẩn xác nhất, không có bị rung do tay của mình. À, một cái góc quen thuộc và với một cái ánh sáng quen thuộc ở góc này. Các bạn thấy so với GoPro 9, 10, 11 thì nó như thế nào? Yeah. Ngay bây giờ tôi sẽ quay chi tiết cận cảnh cho các bạn xem. Đó, con Action 3 này đó, nó đẹp như thế nào. Vâng, đây là cái hộp của nó. Tên của nó là DJI Osmo Action 3. Và bản này là bản standard combo. Đây là tất cả những phụ kiện mà có bên trong hộp. Và đây là chức năng của nó, 6 chức năng cơ bản. Ví dụ như quay 4K 120 frame giây này, cân bằng đường chân trời này, pin hoạt động lâu trong thời tiết lạnh này, rồi màn hình cảm ứng trước sau lặn sâu đến 16m. Đó. Rồi cái mao lật đứng lật ngang. Đó. Nhanh chóng. Đây là cái phần phụ kiện đi kèm theo. Vâng, mời các bạn cùng xem chi tiết cận cảnh. Chữ DJI Action 3. Ở cái chữ O này nó có một cái cảm biến gì đây? Ở vào một cái màn hình cảm ứng ở phía trước. Đây là ống kính lens. Có một cái vòng cao su bảo vệ để chống chảy. Đây là nút nguồn. Đó, và đây là cổng Type-C. Đó, cổng Type-C để sạc được lắp, được thiết kế một cái khoang riêng. Đó, cổng này là vừa để sạc và vừa để cắm micro có dây và không dây, chuẩn Type-C.
đây một cái màn hình tỷ lệ 16:9. Bên trên đây là loa và nút chụp hình quay phim. Phía bên dưới là một cái thiết kế nam châm và có cái ngàm để mình hít vào và móc khóa lại. Vâng, mình mở thử cái đó. Đây là khe thẻ nhớ. Đây là pin. Pin dung lượng bằng với GoPro 1770 mAh, 3.85V. Ok, mình lắp vào. Đây là cái ron cao su bảo vệ này. Đó. Cái nắp bảo vệ len này mình mở ra được, vặn như vặn ốc. Vâng, đây. Đó, như vậy là mình có thể gắn filter. Mình có thể mua những cái filter mình thay thế ở đây. Vâng, cái nắp này bằng kim loại, khá là chuẩn xác. Ở bên trong đây mình có ron chống nước này. Đó, cái ron màu cam chống nước, lặn sâu đến 16m. Cái lớp kính này là nó được phủ một cái lớp gọi rằng là chống ướt. Nước mưa xuống là nó chỉ trôi tuột đi thôi. Đó, hiệu ứng lá môn, nó sẽ không bị ướt. Cho nên các bạn quay ở ngoài mưa thoải mái luôn. Wow. Máy lên rồi mới nghe nhạc. Vâng, tôi lướt nhanh những cái menu cho các bạn xem. Đó, đây là chế độ chụp ảnh này, quay phim slow motion và time lapse. Quay phim thì mình có 4K, tối đa là 4K, tỷ lệ 43, thấp nhất là Full HD, và 4K 120 frame rate. Oh, slow motion được 4x các bạn. Chống rung thì mình có on off, chống rung công nghệ Rob Ready. Khi mà chống rung thì nó rốp hình lại một chút. Kiểm tra thông số, mình có chế độ Pro và không Pro. Pro thì mình sẽ can thiệp được đó, M này, mình sẽ can thiệp được tốc độ, shutter và ISO. Đó, đây là một cái điều mà GoPro không có được. GoPro toàn là quay ô tô, quay phim chụp hình ô tô, còn DJI thì có manual chụp hình phơi sáng ban đêm vân vân, và chỉnh được ISO và shutter. Mốt màu mình có Destiny Light dành cho dân chuyên nghiệp và Normal cho người thích tự động. Đó, góc quay thì mình có góc wide và standard và ultra wide. Ultra wide rất là rộng, mình có 3 góc quay. Nếu các bạn không muốn bị cong thì chọn standard. Bình thường là wide và ultra wide, siêu rộng. Đó, và trong lúc quay, đó, ví dụ mình đang bấm quay này, trong lúc quay mình bấm giữ vào cái nút này, đó, để mình zoom. À, mình zoom này, zoom tối đa được 4x kỹ thuật số. À, vừa quay vừa zoom nha các bạn. Còn GoPro là zoom xong rồi mới bấm quay. Con này là hãng quảng cáo là quay 1080 là có thể lên tới cả 160 phút gì đấy, kinh khủng. Rồi, giới thiệu nhanh cái menu cho bạn xem này. Đó, độ sáng màn hình rồi điều chỉnh trong đây. Đó, màn hình trước là mình là cảm biến luôn, cảm ứng luôn. Đó, mình đụng vào hút lên, tức là khi mình đang sử dụng màn hình sau thì màn hình trước nó sẽ tắt, còn khi mà mình sử dụng màn hình trước thì màn hình sau nó sẽ tự động tắt đi. Đó, để tiết kiệm pin. Đó, màn hình trước cảm biến như bình thường các bạn ha. Đó, phê.
Vâng, đây là cái ngàm tháo nhanh của Action 3. Nó giống con Action 2 đó, mình bóp hai cái hai bên đây là mình mở ra. Ây à, nam châm nó hít cứng quá các bạn ơi. Tôi đang đứng cái sân thượng cho nên là hơi sợ. Đó, nam châm này hít này. Đây đó, ấn vào một cái nữa. Mình dùng vài lần thì nó sẽ trơn tru. Đang là lần đầu tiên cho nên là nó hơi bị khựng một chút thôi. Đó, từ cái chuẩn GoPro này mình sẽ kết nối với gậy, với chân ba càng. Nói chung là những thiết bị của GoPro là bắt đầu từ đây, mình sử dụng lại toàn bộ, chỉ khác từ đoạn đây đến đây thôi. Vâng, đây là cái case, một cái ốp bảo vệ cho cái thân máy. Thực chất là cái ốp này chỉ làm đúng một cái nhiệm vụ là sản sinh ra thêm hai cái ngàm ở đây đó, để mình hít ở đây thôi các bạn. À, nam châm này nó đang đẩy ra, mình phải xoay lại đúng chiều như thế này nha. Đó, thì nó mới hít vô. Đó, sau khi hít vào thì nó móc lại để các bạn sử dụng máy đứng, máy đứng quay TikTok ha. Đó, và thao tác đổi qua lại cũng rất là nhanh khi đang chạy xe này. Đóng ở đây, gà vô đây, gà vô đây, bứt ra, gà vô đây, bóp cả lại, gài một cái cáp sạc hai đầu si. À, hai đầu si nhé các bạn, nó phù hợp với lại những cái adapter của Samsung và iPhone. Đó, đây là một cái đế chân đế để lắp con Action 3 vào, mình có thể hít nó vào đâu đó hoặc là dán trên tắp lô của xe ô tô hoặc là dán trên kính. Để lắp con Action 3 vào trong cái cây này thì các bạn mở chốt này ra cho nó nới rộng ra và đưa cái màn hình to này vào. Đó, nó trùng hai cái điểm đỏ này, đưa cái màn hình to này vào trước. Đó, rồi khóa lại, vậy là xong. À, lấy ra mình làm tương tự. Đó, cái cây này nó chỉ làm đúng một nhiệm vụ là tăng cường thêm một cái đầu nam châm ở đây thôi. Đó, mở ra này, đưa qua đây. Đó, hít vào. Vâng, sau khi gắn cây vào thì cái nút nguồn, đó, các bạn vẫn có thể cấp nguồn khi đang chạy xe này. Nha. Đó, cái nắp này mình có thể bẻ để mình bứt nó ra được nha, giống GoPro. Đó, nó nằm khoang riêng cho nên không ảnh hưởng tới chuyện rớt pin hay là rớt thẻ. Sau khi lắp cái cây vào thì nó hầm hố như thế này. Khá là hầm hố. Vâng, tôi chạy xe ngoài đường thì tôi có hay mua cái kẹp này 50.000, 30.000 gì đó. Đó, mình kẹp vào cổ áo. Mình chạy những cái xe underbore ngồi thẳng lưng ấy, thì chỉ việc kẹp vào thế này thôi là xong. Đó, có thể chỉnh được góc này. Đó, nhìn xuống đây để set up thông số. Đó, nếu các bạn bật chế độ cân bằng đường chân trời của con này lên thì cái chuyện mà máy mình lắp dọc đường đi mà nó có bị hơi nghiêng ấy, thì không ảnh hưởng gì cả. Ok, nếu các bạn cảm thấy thú vị với con Action 3 này thì hãy bấm vào phần mô tả của video, bấm vào link để liên hệ với shop Tokyo và đặt hàng cho mình một con. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có những thước phim đẹp, mượt mà từ cái camera hành động Action 3 này. Yeah.